Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Sao Hoa và ngay sau đây hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày nhé. Là người của công chúng, các sao si bít áp lực hơn bao giờ hết về việc phải giữ gìn vóc dáng. Cân nặng là một nỗi ám ảnh với họ. Chính vì thế, các ngôi sao luôn nỗ lực để giảm cân. Bên cạnh lịch trình làm việc dày đặc, tập luyện không ngừng nghỉ, họ còn ép mình vào những chế độ ăn mà chỉ cần nghe qua thôi. Tôi đã thấy say sẩm mặt mày. Và ngay bây giờ thì hãy cùng Tốt Sao Hoa chúng mình tìm hiểu hành trình ép cân của các ngôi sao si bít nhé! Thứ nhất, Cúc Tịnh Y nhai từ 32 lần đến 84 lần mới nuốt Dân mạng trên Weibo từng xôn xao chiếc đoạn video ghi lại khoảnh khắc mỹ nữ 4.000 năm có một nhai một miếng bánh mì đúng 32 lần rồi mới nuốt. Vì sao Cúc Tịnh Y phải ăn chậm như thế? Theo lý thuyết của Cúc Tịnh Y thì việc nhai chậm và nhiều giúp cơ hàm hoạt động liên tục và không còn cảm giác muốn ăn thêm, hạn chế việc ăn uống lại. Từ trước đến giờ, việc ăn chậm nhai kỹ vốn vẫn luôn tốt bởi giúp chúng ta no lâu và bảo tử làm việc tốt hơn. Nhưng để ngồi nhai đến 32 lần như Cúc Tịnh Y thì tôi cảm thấy thật mất kiên nhẫn. Như vậy mà Cúc Tịnh Y không rơi vào cảnh ăn nhiều dẫn đến tăng cân. Có lẽ nhờ bí kíp này, mỹ nhân cao 1m59 mới có thể giữ vững được cân nặng 38,5kg. hai Triệu lộ tư uống rất nhiều nước theo triệu lộ tư để đáp ứng được yêu cầu của vai diễn cô phải thực hiện chế độ giảm cân khắc nghiệt nhằm giữ eo thon sáng chuẩn nữ diễn viên cho biết để giảm cân thì hãy uống nhiều nước trong suốt cả ngày ai cũng biết rằng uống nhiều nước lọc có lợi như thế nào cho cơ thể bởi điều này giúp cho quá trình thải độc được trơn tru hơn và tránh nguy cơ tăng cân Tuy nhiên thì theo mình mỗi ngày chúng ta nên nạp khoảng 2 lít nước thôi vì nếu uống quá nhiều sẽ khiến cho thận kiệt sức hơn nữa thì trong các thực phẩm chúng ta ăn mỗi ngày cũng chứa hàm lượng nước nhất định nên dẫu biết là tốt nhưng không phải cứ uống nhiều nước là giảm được cân thứ ba ăn cho baby mỗi ngày dùng ít nhất một quả trứng gà và ăn đậu hũ Ai cũng biết rằng Baby xinh đẹp trẻ trung và sở hữu vóc dáng vô cùng thon gọn. Sau khi sinh con xong, cô nàng cũng nhanh chóng lấy lại được vóc dáng, thậm chí giờ đây cô còn gây đến mức báo động. Người đẹp này từng chia sẻ cô lựa chọn canh đậu hũ, trứng, nước ép dưa hấu và các loại rau củ ít chất béo để ăn. Nhờ chế độ ăn này mà bà xã Huỳnh Hiểu Minh nhanh chóng ép cân và lấy lại sắc vóc thon gọn. Nhưng theo mình thấy thì chế độ ăn như vậy là chưa đủ chất, nhất là với phụ nữ sau sinh cần ăn thêm các loại cành tầm bổ giúp bổ sung protein, không biết nữ diễn viên đã làm thế nào để làm quen với chế độ ăn này, chứ người bình thường chắc chẳng thể chịu nổi. Thứ tư, Dương Mịch chỉ ăn có một cọng mì. Trước đây khi tham gia chương trình truyền hình, Dương Mịch gây chú ý khi nhấc bắt mì lên và chỉ ăn một cọng. Cách thưởng thức món ăn theo kiểu cầm chừng của cô khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ. Chương trình được ghi hình vào buổi tối nên MC nói với Dương Mịch, trông em gầy mảnh mai như vậy, chắc em thoải mái ăn khuya chứ. Tuy nhiên, nữ diễn viên chỉ nếm đúng một sợi mì trong khi các khách mời khác ăn cả bát. Theo Dương Mịch thì nếu để bị béo lên là vô trách nhiệm với chính mình. Vâng, với chế độ ăn này thì mới chứng minh sự nghiêm khắc của cô với cơ thể của mình là như thế nào. Thứ năm Viên Băng Nghiên chỉ ăn đồ luộc Cũng như bao cô nàng khác, Viên Băng Nghiên rất mê đồ ngọt, nhưng để giữ dáng, nữ diễn viên đã xây dựng cho mình chế độ ăn kiêng lành mạnh, nhiều rau củ luộc và giàu chất đạm tốt. Thay vì ép bản thân phải nhịn ăn, cô nàng chọn cách tránh xa đồ ăn có dầu mỡ, uống nhiều nước để thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp làn da mịn màng căng bóng. Bên cạnh đó thì Viên Băng Nghiên cũng rất chăm chỉ tập luyện để giữ vóc dáng cân đối. Thứ 6, Dương tử ăn theo chế độ 80 20. Trong một chương trình, Dương Tử từng tiết lộ cô đã thử chế độ ăn chỉ toàn đồ luộc, song không hiệu quả. Sau đó, thì nữ diễn viên áp dụng phương pháp ăn kiêng 80-20, 80%, -20, 80 cho chế độ ăn lành mạnh và 20% cho chế độ ăn không lành mạnh. Tất nhiên, thì cô có thể ăn bánh ngọt và uống nước ngọt, nhưng phải biết tiết chế. Nhờ vào chế độ ăn này mà Dương Tử đã giảm thành công 2kg trên một tuần. Thực đơn ba bữa của cô sẽ gồm bữa sáng với sữa chua Hy Lạp không đường và ngũ cốc hoặc trái cây, bữa trưa ăn ức gà nướng, bông cải xanh, cà rốt bơ và trứng luộc, bữa tối sẽ chỉ ăn một đĩa rau luộc. Đây có lẽ là chế độ ăn mà tôi thấy khoa học bởi cung cấp đủ dinh dưỡng và không bắt người ăn kiêng phải nhịn đói. Tuy nhiên để chế độ này thành công, tôi nghĩ rằng người ăn phải giảm khẩu phần xuống mức vừa đủ ăn, không nên ăn quá no. Thứ bảy, đam tu vận, áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16 8. Nàng thập nhất nương từng chia sẻ cô đã giảm 9 kg trong nửa tháng nhờ phương pháp nhịn ăn gián đoạn theo tỷ lệ 16 8. Cô sẽ ăn đủ 3 bữa trong vòng 8 tiếng và 16 tiếng còn lại sẽ không ăn gì mà chỉ uống nước. Thời gian nhịn ăn giúp cơ thể tiêu hóa và trao đổi chất, đồng thời tránh việc tích tụ mỡ thường. Bên cạnh đó thì nữ diễn viên cũng khuyên mọi người nên nhai chậm và kỹ để no lâu, giúp giảm lượng thức ăn ở bữa sau, đồng thời các món ăn nên giảm dầu mỡ và gia vị. Thứ 8. Địch lệ nhiệt ba ăn uống đúng giờ Vốn người người nghiện đồ ăn vặt nên Phan thường chọc kẹo địch lại Nhật Ba bằng cái tên địch béo. Chỉ cần ăn vặt nhiều một chút là cô nàng sẽ lên cân mất kiểm soát. Nhưng trời lại phú cho đệ nhất Mỹ Nhân Tân Cương một thân hình chuẩn không cần chỉnh. Nên cô chỉ cần kiểm soát chế độ ăn một chút, ăn uống đúng giờ là có thể sở hữu vóc dáng vạn người ao ước. Nguyên tắc ăn uống của nhiệt ba thì không có gì đặc biệt, cô nàng chỉ ăn no vào bữa sáng và trưa, bữa tối ăn ít lại và sau 8 đến 9 giờ sẽ không ăn thêm bất cứ một thứ gì. Nhưng tôi nghĩ chế độ ăn này chỉ dành cho những người vốn có thân hình thon gọn, cơ thể khó lên cân. Hơn nữa đây có thể là chiến lược cho những ai muốn giữ dáng, chứ còn giảm cân thì rất là khó. Thứ 9. Chịu lệ dĩnh, ăn súp trước, ăn cơm cuối cùng ngay sau khi sinh con đầu lòng thì Triệu Lệ Dĩnh đã lấy lại được pháp dáng thon gọn ngoạn mục. Tôi còn ngơ ngác ngỡ ngàng trước vòng eo con kiến của nữ diễn viên, chẳng giống với ba mẹ một con chút nào. Để có được body mờ lem như thế thì Triệu Lệ Dĩnh đã áp dụng phương pháp ăn nhạt và hạn chế dầu mỡ. Trong bữa ăn thì cô thường ăn súp trước, sau đó ăn các món ít calo rồi cuối cùng mới ăn cơm, nhờ vậy mà giảm lượng tinh bột một cách đáng kể. Nhiều bà mẹ bỉm sữa sẽ cảm thấy có gì đó sai sai bởi sau khi sinh, phụ nữ nên ăn nhiều để có đủ dưỡng chất và sữa cho em bé. Nhưng tôi thì nghĩ chỉ cần chọn các món ăn đủ chất, ăn đúng lượng để cho mẹ và bé là ổn. Đâu cần phải nhồi nhét cho cố. Nên cách ăn uống của Triều Lệ Dĩnh vẫn là khoa học và các mẹ bỉm sữa hoàn toàn có thể áp dụng được. Và thứ 10, Huỳnh Hiểu Minh chỉ ăn một sợi mì vào bữa sáng. Chàng trai duy nhất mà Tốt Sa Hoa muốn đề cập trong video ngày hôm nay chính là Huỳnh Hiểu Minh. Thời gian gần đây thì Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện với vẻ ngoài tiêu tụy hốc hác, chỉ còn da bọc xương. Dẫu biết gầy là đẹp, nhưng nếu giảm liền một lúc 15kg như chồng Andre Baby thì quả thực là đáng báo động. Thậm chí trong chương trình nhà hàng Trung Hoa, Huỳnh Hiểu Minh còn cho biết chế độ ăn uống của anh hà khắc đến nỗi chỉ ăn đúng một sợi mì vào bữa sáng. Tôi chỉ mong đây là một lời nói đùa, bởi nếu ăn theo chế độ này, chẳng mấy mà bao tử sẽ đòi biểu tình bữa sáng vốn là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày giúp cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể nếu chỉ ăn một sợi mì thì có khác nào nhịn đói đâu nếu ăn như vậy lâu ngày chúng ta sẽ rất dễ bị đau bao tử vâng có thể nói mỗi sao hoa ngữ đều chọn cho mình một chế độ ăn kiêng khác nhau tuy nhiên ai đang có ý định giảm cân thì cũng không nên nhìn vào đó để rồi tùy tiện áp dụng ăn kiêng không có nghĩa là phải nhịn ăn như vậy tốt nhất thì các bạn hãy xây dựng cho mình một chế độ dinh dưỡng đủ chất để cơ thể luôn khỏe mạnh qua đây thì bạn có đánh giá như thế nào về cách giảm cân của các ngôi sao hoa ngữ và nhớ đừng quên để lại bình luận bên dưới phần comment nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên top sao hoa và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo